xuất hiện trong các video lừa đảo tiền mã hóa, tỷ phú Elon Musk cho rằng YouTube dường như không thể chấm dứt tình trạng này. Thời gian gần đây, các kênh YouTube liên tục bị tội phạm mạng chiếm đoạt để phát video lừa đảo tặng tiền mã hóa thu hút hàng chục nghìn lượt xem chỉ trong 4 ngày. Dựa trên dữ liệu giao dịch, các nhà phân tích của cộng đồng theo dõi tiền mã hóa Wallet Alerts cho biết, những kẻ lừa đảo đã thu về tổng cộng 98 triệu USD trong năm 2021 và 30 triệu USD từ đầu năm đến nay. Một số nhân vật nổi tiếng cũng xuất hiện trong video với lời hứa tặng tiền, bao gồm tỷ phú Elon Musk. Sau vài ngày, hacker lại đổi tên, ảnh đại diện của hàng chục kênh YouTube khiến người xem lầm tưởng rằng chúng là kênh chính thức của hãng xe điện Tesla. Vào tháng 3 năm 2021, một người đàn ông tại Cologne, Đức đã mất số Bitcoin trị giá hơn 400.000 USD khi gửi tiền cho kẻ lừa đảo trên Twitter. Chúng cũng mạo danh tỷ phú Elon Musk và hứa sẽ trả cho anh số tiền gấp đôi. Frank Van West, nhà sáng lập WaveAlert cho biết, những kẻ lừa đảo không còn dụ dỗ được nhiều nạn nhân như trước, nhưng vẫn có khả năng kiếm hàng triệu USD nếu giá Bitcoin tăng. Đa số video lừa đảo tặng tiền mã hóa chiếu theo một hội thảo trực tuyến của công ty đầu tư ARK Invest, có sự xuất hiện của Elon Musk và đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey. Đại diện công ty cảnh báo, ARK Invest sẽ không bao giờ sử dụng YouTube hoặc các mạng xã hội khác để kêu gọi tiền đầu tư, bao gồm tiền mã hóa.